Nếu bạn là thầu thi công mà các bạn chuẩn bị cán nền thì trong hợp đồng có ghi là cán nền dày 2 phân à. Hoặc thì làm sao để các bạn cán nền mà lời nhất cho bên thi công. Còn nếu là các bạn là tư vấn giám sát thì các bạn cũng muốn cán nền dày 2 phân mà mình muốn thi công cán làm sao để cho nó dày nhất. Có nghĩa là nếu mà các bạn là nhà thầu thi công thì các bạn muốn cán nền mỏng thôi à. Còn nếu bạn là tư vấn giám sát thì các bạn muốn cán nền cho nó dày. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cách nào? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cân cốt nền để lợi cho cả hai, không phải là cả hai mà là một bên thôi. Có nghĩa là bây giờ nếu mà các bạn là nhà thầu thi công thì các bạn cân theo cách này, cách theo mình hướng dẫn. Còn nếu mà các bạn là giám sát thì các bạn sẽ kiểm tra theo cách mà mình cũng hướng dẫn. Đấy. Mình có hai bên luôn ha. Rồi. Bây giờ chúng ta có một cái nền như thế này, vừa đổ cái tông xong thì công việc tiếp theo đến là cán nền. Trong hợp đồng có ghi là cán nền dày 2 phân. Rồi. Thì bây giờ bạn dùng một cái máy tia laser. Rồi, dùng cái máy tia laser này. Dùng cái máy tia laser đặt lên cái sàn bê tông này thì cái máy tia laser này nó sẽ quét ra một mặt phẳng nằm ngang à, phẳng nằm ngang. Thì từ mặt phẳng nằm ngang đó bạn đo xuống khoảng 20 điểm trên cái sàn này. Ví dụ này là bề ngang 4 nè, bề dày 4 không à, 16 m², thì bạn đo 20 điểm. Nếu mà sàn dày hơn thì cũng đo 20 điểm thôi, đừng đo nhiều quá nó mệt đuối. Nói chung là trong cái sàn mà bạn chuẩn bị cán á, thì các bạn đo cho mình 20 điểm. Rồi thì trong 20 điểm đó sẽ có cái điểm cao nhất và cái điểm thấp nhất. Mình ví dụ như thế này, đây là mặt phẳng nằm ngang mà chúng ta có nè. Này, thấy không? Cái máy tia laser đặt ở đây thì nó sẽ quét thành một phẳng nằm ngang. Còn đây là cái sàn bê tông lý thuyết, tức là cái sàn bê tông mà chúng ta muốn mà nó phẳng tuyệt đối á, nhưng mà sàn bê tông này lý thuyết. Còn cái điểm, những cái điểm thực tế nó sẽ lồi lõm khác nhau. Ví dụ cái điểm này đi, hai điểm lõm nè, điểm lồi, lõm lồi lõm 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 lồi, nói chung là 20 điểm này nó sẽ có điểm lồi điểm lõm, đúng không ạ? Nghĩa là sao? Đây là sàn thực tế thì chắc chắn nó sẽ có một điểm là lõm xuống so với cái mặt bê tông mà anh ta muốn, và nó có những điểm mà lồi lên so với mặt bê tông mà ta mong muốn. Cái đường màu vàng tính là mặt bê tông mà ta mong muốn. Dĩ nhiên đường này không có thật trong thực tế, tại vì mong muốn làm sao mà có được, nó đâu có thật tuyệt đối được. Rồi. Còn cái điểm thực tế mà chúng ta đo thì có điểm lõm, tức là những cái điểm này à, điểm nằm dưới đường màu vàng tức là điểm lõm, và có những điểm lồi tức là những điểm nằm ở trên. Vì bây giờ chúng ta có rất là nhiều điểm thì sau khi các bạn quét tia laser nằm ngang là điểm đường thẳng này, cái mặt phẳng này bạn đo xuống là từ phẳng này là đo xuống điểm thứ nhất ha à, tức là từ đây nè đo xuống điểm này à, cái mặt phẳng tia laser nằm ngang này là nó sẽ nằm ở bất kỳ mặt phẳng nào cũng được nha, không quan trọng, không quan trọng. Ví dụ như mà đo xuống cái điểm thứ nhất á, thì từ mặt phẳng này đo xuống điểm thứ nhất là được 40.8 mm. Từ cái điểm mặt phẳng nằm ngang đo xuống điểm số 2 được 41.8. Từ mặt phẳng nằm ngang đo xuống điểm số 3 thì được là 37.8. Các bạn đo từ điểm số 1, số 2 đến chấm chấm tới cuối cùng là điểm số 20 thì nó sẽ có là 36.8. Các bạn ghi lại số liệu này thì khi các bạn đo thì các bạn thấy rằng trong 20 con số này sẽ có một con số là nhỏ nhất và một con số là lớn nhất.
Rồi bây giờ mình sẽ chọn ra con số nhỏ nhất và cái con số lớn nhất. Thì cái con số là nằm ở số 4 các bạn. Rồi mình sẽ đo số 4. 1, 2, 3, 4, đây. Và con số 12. Rồi mình đo số 12. Đo số 12 nằm đây. Từ mặt phẳng nằm ngang đo xuống cái điểm số 12. Rồi các bạn thấy bây giờ chúng ta có 20 con số, thì con số nhỏ nhất là con số 34.8 và con số lớn nhất là 42.8. thì nếu mà các bạn là đơn vị thi công thì các bạn sẽ lấy con số 42.8 làm chuẩn. Rồi đây, sao mình lấy số 4 làm chuẩn? Đây này các bạn, từ khoảng làm ngang hai, nó đo số 4 nè, lấy số 4 làm chuẩn. Thì từ số 4 này chúng ta đo lên 20 phân, nó nhầm 20 ly, tức là 2 phân á. Thì tại vì chúng ta muốn cán nền 2 phân, chúng ta lấy số 4 làm chuẩn, chúng ta đo lên 2 phân. Này được 20 rồi, thấy không? Rồi cái đường thẳng này cách chúng ta ghém lên một cục ghém từ đây lên đây dày 20 ly, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cán nền cho tất cả những điểm còn lại là theo cái đường chuẩn số 4. Có nghĩa là nếu mà đường chuẩn số lấy số 4 làm chuẩn, từ số 4 đo lên 20 ly, lấy cái mặt phẳng số 4 làm chuẩn, thì những cái điểm còn lại là ví dụ như từ đây nè, đo xuống điểm số 1 thì là 18 ly. Như vậy là nếu mà điểm số 1 á, so điểm số 1 á, thì từ điểm số 1 lên điểm số 4 thì là chúng ta phải cán nền 18 ly, 1/8. Điểm số 2 so với điểm số 4 là chúng ta phải cán nền là 19 ly. Điểm số 3 so với điểm số 4 là chúng ta cán nền 15 ly. Cứ tiếp tục như thế thì chúng ta có số 4 rồi các bạn. Điểm số 1 là cán nền 18 ly, số 2 là phải cán 19 ly, số 3 là cán 15 ly và số 4 dĩ nhiên là phải cán 20 ly rồi. Cái số làm chuẩn mà. Tới như vậy tới số 20 thì điểm số 20 á, so với điểm số 4 á, thì chúng ta phải cán nền làm 4 ly. Điểm số 20 điểm cuối nè. Đây là mặt phẳng nằm ngang chúng ta sẽ dành cho số 4 làm chuẩn. So với số 20 thì chúng ta cán nền 4 ly. Rồi. Như vậy nếu mà các bạn là đơn vị thi công thì các bạn sẽ lấy số 4 làm chuẩn để các bạn cán nền cho những điểm còn lại. Như vậy là các bạn sẽ tốn ít hồ nhất để cán nền. Nha. Có nghĩa là các bạn đo 20 điểm, 23 điểm, 40 điểm nữa, các bạn càng nhiều điểm càng tốt, nhưng mà ít nhất là 20 điểm. Thì trong những cái điểm bạn đo thì có cái điểm mà nó có con số lớn nhất là ví dụ 42.8. Thì các bạn sẽ lấy cái điểm đó làm chuẩn. Từ điểm đó đo lên 20 ly, rồi lấy cái điểm đó làm chuẩn để cán nền. Nếu là các bạn là đơn vị thi công như vậy sẽ tốn ít hồ nhất. Còn nếu mà các bạn muốn làm dày nhất, tức là các bạn làm tư vấn giám sát, thì các bạn sẽ lấy điểm số 12 làm chuẩn. Đây điểm số 12 nằm đây các bạn. Điểm số 12 làm chuẩn tức là cái điểm mà nó lồi nhất, điểm lồi nhất. Trong cái sàn này sẽ có một cái điểm nó lồi, mà nó lồi nhất, nghĩa là nó nhô cao lên nhất so với điểm còn lại. Thì nếu mà chúng ta lấy điểm đó làm chuẩn thì hồ sẽ rất là nhiều, và hồ trong trường hợp đó là cao nhất, nghĩa là sẽ tốn hồ nhiều nhất. Ví dụ mình lấy điểm số 12 làm chuẩn. Đây. Đây là cái cao độ điểm số 12 nè. Thì điểm số 12 cũng từ lấy điểm số 2 làm chuẩn đo lên 20 ly. Nào ạ. Thì chúng ta có cái mặt phẳng màu xanh này làm chuẩn.
Thì nếu so với cái điểm số 1 thì chúng ta phải cán nền điểm số 1 2/6. Điểm số 2 phải cán 2/7. Và tiếp tục như vậy tới điểm số 20 chúng ta sẽ cán là 2/2. À, rồi điểm số 12. Điểm số 1 chiều cao cán nền là 2/6, số 2 2/7. Số 10 là 2/2. Đúng không ạ? Dĩ nhiên số 12 là 2/, tại vì nó là điểm đường chuẩn mà. Hay là điểm số 20 là 2/2. Đó. Thì các bạn nhìn xem trong những điểm này á, toàn là những cái điểm mà từ 20 trở lên không ạ. Như vậy là chúng ta sẽ bị lỗ hồ, tức là thể tích cán hồ là nhiều nhất. Còn cái điểm số 4, nếu chúng ta lấy điểm số làm chuẩn thì những con số này nó thường là nhỏ 20, các bạn thường là nhỏ hơn thôi. Cũng có số lớn 20, nhưng mà nếu để lấy điểm số 4 làm chuẩn thì cái thể tích cán hồ á, nó sẽ cho ra là ít nhất. Như vậy nếu mà ai làm đơn vị thi công thì sẽ lấy điểm số 4 làm chuẩn, tại vì nó sẽ cho ít hồ nhất, tốn ít nguyên vật liệu nhất để cán cái nền đó. Còn nếu mà các bạn là tư vấn giám sát thì các bạn yêu cầu lấy điểm số 12 làm chuẩn để cán nền. Lúc này thì cái chiều dày mà cán nền nó sẽ dày nhất. Và dày nhất thì dày bao nhiêu nó cũng tới dày, tính ra trung bình đó bạn. Nếu mà điểm số 4 làm chuẩn á, thì dày 16 1/6. Còn nếu mà các bạn lấy điểm số 12 làm chuẩn thì tính ra nó dày 2/4. Đúng không ạ? Thì mình vừa hướng dẫn các bạn cái cách cán nền làm sao cho ít hồ nhất hoặc là nhiều hồ nhất. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nó không có được đúng kỹ thuật. Tại vì sao? Người ta quy định á, cán nền là dày 2/2. Thì clip sau mình đang suy nghĩ các bạn, đang suy nghĩ cái công thức để mà tìm ra cái điểm mà nó gần với 20 nhất. Có nghĩa là sau khi cán xong á thì cái điểm trung bình á là nó, thì mình cũng tìm ra điểm rồi. Đó là điểm số 17 các bạn. Thì điểm số 17 thì trung bình nó là 19.42, tức là khoảng 1/9. Tức là nó rất gần với 20. Đó là 19.5 rồi, gần rất gần với 20, còn 0.5 ly à. Thì chúng ta phải có công thức để tìm ra điểm số 17. Nhưng mà mình đang suy nghĩ cho nên là chưa suy nghĩ ra. Tiếp tục suy nghĩ, chắc là bữa nay và ngày mai thôi. Bữa nay hoặc ngày mai thì mình sẽ tìm ra công thức để tính cái điểm số 17. Nghĩa là trong 20 cái điểm này á, làm sao để có biết được cái điểm nào là cái điểm mà vừa đúng kỹ thuật nhất, tức là con số nó tiến gần tới 20 nhất và vừa kinh tế nhất. Tại vì nếu mà chúng ta dùng điểm số 4 làm chuẩn thì tính ra nó chỉ có trung bình nó chỉ có 16 ly à. Như vậy là không đủ 20 ly, như vậy là không có nghiệm thu được. Nếu mà các bạn lấy điểm số 12 làm chuẩn là 24 ly á, thì các bạn bị lỗ. Như vậy làm sao để tìm ra một cái điểm mà trong từ 1 đến 20 điểm này, điểm nào gần với 20 nhất? Nếu là vừa đúng kỹ thuật mà vừa đúng kinh tế, không có lời lỗ hết, vừa đúng luôn, thì làm sao để tìm? Thì mình đang suy nghĩ ra công thức để tính đó. Chắc bữa nay ngày mai thôi. Còn nếu mà không suy nghĩ ra thì thôi, chứ biết sao giờ, cũng đang bế tắc đây, chưa tìm ra công thức để tính được cái điểm đó. Rồi các bạn, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ clip cho mình nha.